Kính quý vị, xuân Nam xin đồng kính chào quý vị. Và sau đây thì buổi nói chuyện vào giờ cơm trưa, trưa thứ năm. Giờ chúng tôi, Nguyễn Xuân Nam từ San Jose và khí đoàn trọng từ miền Nam California. Xin chào đoàn trọng. Vâng, xin chào quý khán thính giả cùng với chúng tôi qua buổi trưa hôm nay. À, đặc biệt xin gửi lời chào đến anh Xuân Nam. Vâng, kính thưa quý vị, đến bây giờ thì không khí hình như nó có vẻ chịu hơn những gì mà chúng ta nghĩ là mùa hè đang đến. Mà thật sự tất cả những sự kiện đều không khỏi giống như chúng ta đã suy nghĩ. Sáng nay và đặc biệt là trưa nay, anh em chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài sự kiện liên quan đến một trong những vấn đề mà có thể nói người Hoa Kỳ đang quan tâm đến rất nhiều. Đó là vấn đề con em của chúng ta đi học ở trường UCLA, con em chúng ta đi học trường USC, những cái trường học mà có thể nói phần lớn con em của chúng ta muốn vào đó đi học. Nhưng năm nay bất hạnh thay là ngày lễ ra trường lại không được tổ chức. Đây là một cái sự mất mát rất lớn trong đời sống của những người sinh viên ở tại Hoa Kỳ. Họ xem cái ngày ra trường là một trong những bước ngoặt mới và bước lạc rất là lớn trong cuộc sống của họ. Nhưng năm nay thì qua những cái vụ biểu tình thì chắc là quý vị đã biết trong những ngày qua toàn tên nước Mỹ và đây là một cái cuộc đụng độ giữa hai cái gọi là thái cực khác nhau một bên là ủng hộ Palestine và một bên là ủng hộ Do Thái nhưng những tất cả những sự việc gì đã diễn ra vào tối hôm qua và đặc biệt sáng hôm nay, kính thưa quý vị, cảnh sát đã thực hiện tất cả những cuộc bắt bớ một cách công khai rõ ràng nhất ở tại khuôn viên và trong cái trại đại học xá ở hai trường đại học UCLA và USC, cũng giống như tất cả những trường khác. Và tất cả các sự kiện này từ New York cho đến California, từ miền Đông cho đến miền Tây, Việt Nam đến miền Bắc đều có những cái sự gọi là vấn đề nổi dậy ở khu đại học thế tại sao chúng ta lại nghĩ đến cái sự việc này nó lại diễn biến như thế này thì chắc là quý vị đã biết tất cả các sinh viên hình như họ là chia làm hai phe một nhóm họ ủng hộ những người Palestine Và họ yêu cầu tất cả các kia, gọi là trường đại học của họ rút ngay tất cả những cái số tiền mà trường đại học của họ đã đầu tư vào những cái công ty vào những cái cơ sở mà hiện nay đang gắn liền với vấn đề sản xuất vũ khí đưa đến Israel liệu tất cả những cái điều mà đưa ra đặt điều kiện như vậy nó còn quá lố quá lố hay là không và trong lúc đó thì chúng ta cũng thấy ở tại trường Đại học Columbus ngày hôm qua thì ông cựu Tổng thống Donald Trump cũng lên một cái bài, một cái tiếng nói rất lớn và rất mạnh. Và ông ta cho rằng ông chống đối lại tất cả những cái thành phần gọi là luật là học sinh dự định vào một cái cuộc gọi là chiếm giữ khuôn viên trại đọc trường đại học để làm gì? Và ông nói rằng để chống phá người Do Thái, cái điều đó là một điều không có đất đứng và không thể nào chấp nhận được cho những người khủng bố. À, đây cũng là một trong những sự việc mà làm chúng ta cũng phải quan tâm đến. Thì trước tiên chúng ta trở lại trường UCLA, kính thưa quý vị, thì cảnh sát vào hôm qua và nửa khuya hôm qua là đã vào một cái khu trại của những người sinh viên ủng hộ Palestine và sáng thứ năm thì đã họ đã vấp phải sự kháng cự dữ dội trước tất cả các vụ hàng chục vụ bắt giữ các sĩ quan đã phải mặc áo giáp đội mũ bảo hiểm và che mặt đã rèo treo qua cái hàng rào chắn và cách có một cái phương pháp thì cố gắng ngăn chặn những cái người biểu tình cố ý chống đối lại tất cả những cái cuộc gọi là lục soát của cảnh sát. À, tất cả các cái, cái flash tự nhiên đã cái, cái đèn chiếu sáng nó được bắn ở trên đầu họ và bốc cháy với những cái tiếng nổ chói tai và khói có thể nó tràn ngập không khí từ những bình cứu hỏa và những người biểu tình phun vào cảnh sát. Wow, đến bây giờ thì có một cái sự đụng độ rõ ràng giữa cảnh sát và những người biểu tình. Theo một tin mà chúng tôi biết được từ UCLA thì bộ trung sinh viên đã chứng kiến việc khoảng 15 sĩ quan của LAPD tự nhiên là Los, Los Angeles Police Department đã tiến vào sớm hơn khoảng hơn, hơn và khoảng 15 sĩ quan này đã vượt qua hàng rào tạm thời gần cái cầu thang Tonga của trường vào lúc 1 giờ 30 sáng và có thể nói tất cả những sinh viên giấu tên cho biết những người biểu tình vẫn còn ở lại khu cắm trại và sáng thứ năm đã chuẩn bị và hiện như tất cả các người này đã chuẩn bị bị bắt và đến bây giờ thì cảnh sát đã làm chủ ở trường đại học UCLA tất cả những sự việc này nó lên điều gì kính thưa quý vị lẽ nhìn chúng ta thấy hai cái thái cực khác nhau và cái vấn đề chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như những người ở Hoa Kỳ này cũng hình như có không có được mấy thiện cảm với những sinh viên của Palestine hiện nay đang biểu tình ở trong khu vực của trường các trường đại học. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng tất cả những người Palestine họ là những người vô tội. Lẽ nhiên chúng tôi không nói đến Hamas nhưng những người dân của họ cũng vô tội, những trẻ thơ vô tội đã bị ảnh hưởng trong cái cuộc chiến kéo dài trong thời gian qua kể từ ngày 7 tháng 10. Lẽ nhiên chúng ta nói chúng ta nói đến những cái con tin những con tin chưa đến bây giờ cũng chưa có một cái kết quả sáng sủa nào đối với tất cả những con tin hiện nay đang còn nằm trong tay của Hamas giam giữ. Cái điều này nó cũng đi ngược lại cái truyền thống nhận đạo của tất cả quốc gia trên thế giới hiện nay đang đeo đuổi. Thế thì bây giờ chúng ta thấy hai cái thái cực như vậy thì anh nghĩ rằng cuộc chiến của những người sinh viên kéo dài được bao lâu và ngay chính phủ ông Joe Biden có làm gì được để ngăn chặn tất cả những cuộc biểu tình này không? Và liệu ông Trung có một cái lợi thế gì qua những cái cuộc biểu tình hiện nay đang diễn ra ở trên toàn Hoa Kỳ qua giới sinh viên? kia anh biết về hiện nay là ông Biden vừa tuyên bố sáng nay cũng tương tự khá quan trọng nước Mỹ sẽ không bảo vệ sự bạo động của sinh viên bảo vệ sinh viên nếu bạo động có nghĩa là ông signal là và nước Mỹ sẽ không có bảo vệ những sinh viên nếu mà bạo động đó câu gần đó tôi cho là The violent protest is not protected cái vấn đề bạo động biểu tình và bạo động ấy, thì không có được bảo vệ anh biết không và cái gì nữa và cái tình cái tình, cái tình trạng đó là hiện nay là vấn đề lớn nước bị mà cái bạo động của người bắt đầu bắt đầu có chiều hướng đi xuống nha anh để anh trọng dạ yeah. Thưa anh, lại dĩ nhiên chúng ta thấy lần đầu tiên có một cái sự cùng chung, một cái chí hướng, một cái đồng tình, một cái đường lối với nhau giữa hai ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ, đó là ông Joe Biden và ông Donald Trump. Tại miền Bắc thì ông Donald Trump cũng đã lên án, ở Mỹ cũng lên án gắt gao tất cả những cái hành động gọi là quấy phá của những người, thân, cuộc biểu sinh viên biểu tình có nhằm ủng hộ Palestine. Ông cũng nói một câu rất rõ ràng, ông Donald Trump nói một câu rất rõ ràng, ở đất của những sinh viên đang đi học không phải là đất của những người của chủ trường lợi dụng để tuyên truyền cái chủ nghĩa khủng bố. Trong lúc đó thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy rõ ràng là ông Joe Biden không phải như ngày hôm nay mà trong những ngày trước đây ông đã nói không có một cái chỗ đứng cho tất cả những người sử dụng tất cả những cái trường học để chống do thái ở trên cái sự sở hợp kỳ này. Và ông nói rằng đến bây giờ thì tất cả hành động bảo động của các sinh viên mặc dầu cho rằng là họ có một cái đưa cương, một cái cương lĩnh và có một cái đường lối để thuyết phục tất cả những người ủng hộ họ. Nhưng tất cả những sự kiện bạo động ở trong khuôn viên để chống một cái thế lực khác là cái điều không thể nào chấp nhận đúng như những gì anh vừa nói đối với đường lối của ông Joe Biden. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta nhìn lại tất cả những gì của những thập niên trước đây. Thế những cái cuộc biểu tình vào những cái trường đại học ngày xưa để đưa đến một cái vấn đề gọi là anti-war và làm đến cho cái cuộc chiến tranh phải gặp những cái khó và Việt Nam gặp những cái khó khăn và Trung Quốc ngày hôm nay chắc quý vị đã thấy những gì diễn ra trong những ngày vừa qua để tưởng nhớ đến ngày đó đó là ngày 30 tháng 4. Thế thì liệu cái sức nhìn lại hai cái cuộc biểu tình của những thập niên trước đây và những cuộc biểu tình bây giờ thì anh thấy có cái sự khác biệt như thế nào và hình như người dân người ta không mấy hài lòng với những cuộc biểu tình hiện nay đang diễn ra ở trong khuôn viên trường đại học cái lúc trước cái cuộc chiến tranh, Việt Nam lúc đó tôi không có nhìn tôi không ở Mỹ tôi không có nhìn cuộc việc biểu tình ở, ở, Mỹ nó như thế nào nhưng mà sao tôi nghe nói lại qua báo chí đó, thì nên sao với cuộc biểu tình lần này cuộc biểu tình lần này nhỏ hơn nhiều hồi đó các trường đọc Mỹ xuống đường kinh hoàng lắm anh biết không phản chiến kinh hoàng làm rút đồng hoa lên đúng luôn làm tòa bay áp rúng đồng luôn như vậy những cái này nhỏ nhỏ một vài trăm người đâu Bây giờ cái cuộc biểu tình nó không lớn, một trường đại học như vậy, vài ba trăm người, vài ba trăm người nó không lớn. Ví dụ trường đại học ở, ở Colombo thì nó chỉ có khoảng chừng ba trăm người, hai trăm người. Thì nó, cái sức tác động nó không lớn. Hồi đó nghe nói lúc đó, đó trước đây, trước 1975, biểu tình tại Mỹ chống dân you know, Việt Nam, đó là nó kinh hoàng lắm. Nó xuống là mấy chục ngàn người, mấy chục ngàn người. Đây, trời rợp đất, chẳng bao nhiêu bây giờ, vài trăm người đang thua gì. Nhưng mà cái tinh thần cuối cuộc và gọi là trận đấu của những sinh viên anti-war phản chiến ở vào thời tiền của năm 60-70 nó hoàn toàn khác hẳn với những cái cuộc biểu tình ngày hôm nay. Cuộc biểu tình ngày hôm nay dù sao đi nữa thì chúng ta thấy có những cái vấn đề khủng bố đến từ những cửa là những sinh viên này nhận được từ phía những quốc gia ở khu vực Trung Đông. Chúng ta không chấp nhận cái đường lối của Hamas cho thử bất kỳ một cái phía nào chúng ta cũng thể chấp nhận cái đường lối của Hamas nhưng điều đó chúng ta cũng không thể nào chấp nhận được sự tấn công của Israel có thể nói là làm đe dọa tính mạng của những người dân Palestine vô tội hai cái thế cân bằng này thì liệu tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ có một cái phương hướng gì để tách rời ra hai cái sự kiện này? Vì đến bây giờ thì chúng ta thấy ở Rafas hiện nay cũng đang có những sự chuẩn bị để cho một cái cuộc tấn công nhằm thanh toán tất cả các mục tiêu cuối cùng của Hamas liệu cái sự việc này nó có đem lại một cái kết quả cụ thể hay chỉ là một cái gọi là một cái sự kiện đổ dầu vào lửa nữa để cho cái tình trạng này càng bế tắc hơn nữa hay không? Đó là một trong những cái câu hỏi mà được tất cả các giới báo chí nêu ra thật. Yeah. Rồi. Đó. Sao vấn đề tới là gì, quan Trọng và? Vâng, đến bây giờ thì qua cái sự kiện mà trên tất cả những sự kiện xảy ra xảy ra ở tại trường đại học thì chúng ta bây giờ cũng nói đến một cái sự kiện hiện nay đang tiếp tục xảy ra ở tại thành phố New York. Đó là vụ thưa kiện hình sự của một người đã từng là cựu tổng thống của Hiệp Trung quốc Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì là một ngày nghỉ của phiên tòa và hai ứng cử viên có điều kiện uh, có thể lợi dụng thời gian này để đi vận động, đặc biệt nhất là chuyến đi của ông Donald Trump đến tại thành phố, đến tại Michigan và cũng giống như ở tại tiểu bang Wisconsin. Đây là một cái trận địa mà có thể nói rằng hy vọng là những cái bước thắng lợi của mỗi ứng cử viên sẽ là một cái dấu chấm mới cho cái cuộc đời chính trị của họ trong những ngày tháng tới đây. Thêm. Yeah. Nhưng cái câu hỏi được ra khi những tờ phóng viên, những người báo chí được hỏi ông Donald Trump liệu ông có bằng lòng chấp nhận với cái kết quả diễn ra vào những tháng tới đây và đặc biệt chính là qua cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 hay không? Thì ông nói tôi sẵn sàng chấp nhận và tôi nói thật với quý vị rằng tôi là người chấp nhận đầu tiên khi mà chúng ta thấy có một cái kết quả trung thực và người đắc cử đó là một người được nhận cái kết quả từ cái cuộc bầu cử trung thực này. À, thế thì người ta hỏi ông Thế thì cái cuộc bầu cử để trung thực có ý nghĩa là gì Thì ông nói cuộc bầu cử trung thực có nghĩa là Tôi sẽ ở thắng chức vụ Tổng thống Vì đến bây giờ tất cả mọi người đều ủng hộ tôi Và họ là chán ghét đã Có thể nói là quá Thấy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ quá suy yếu Và sức mạnh của Hoa Kỳ không có một cái tiếng nói Trên chính trường thế giới Bởi thế tôi nghĩ là nếu cuộc bầu cử diễn ra một cách chính trực Thì chắc là tôi thắng <laughs> Ông nói như vậy Cái điều đó ông Trump nói Tôi không đồng ý một ký giả lớn của Hoa Kỳ trong bài nói chuyện vừa qua khi ông Trump trả lời cả hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là những cái giai đoạn cuối cùng của ông Trump, cái giai đoạn cuối cùng và những năm cuối cùng của ông Trump làm tổng thống, nhiệm kỳ 2016, 2016, 2020 là gì? Là kinh tế Mỹ bê bớt, bê bớt nhất. Và ngay cả các sử gia của nước Mỹ, họ bầu chọn ông Trump là gì? Là tổng thống hạng bét của nước Mỹ trong tất cả các đời tổng thống Mỹ. Cho nên ông khi mà ông Trump ông nói ông chê ông Biden thì dân chúng cái thờ ông Trump là thờ tệ nhất. Giai đoạn đầu hai năm đầu của ông Trump ấy, là trớn của Obama đi còn đi lao tới kinh tế của nước Mỹ còn khá. Nhưng hai năm cuối năm, bắt đầu chuyển sang màu của ông Trump ấy, thì kinh tế rất bê bối. Cho nên ông Trump không thể tự hào đó. Và trong tòa bài ốc lúc đó thì anh thấy người ta bỏ đi gần hết, người ta không có làm việc tòa bài ốc nữa, từ chức hết họ thì đó là cái thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Mỹ mà ông Trump này quên cái chuyện đó còn cái thứ hai nữa là cái chuyện mà năm 20 mươi đó 26, 20 hai mươi như thế nào bây giờ nó khui ra là gian lận phiếu tại Georgia bây giờ ra tòa gian lận phiếu tại tại Arizona cũng đang chuẩn bị ra tòa rồi gian lận phiếu tại Michigan cũng chuẩn bị ra tòa gian lận phiếu tại 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 tại, tại 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 một số nơi đến năm tiêu ban ông trung gian làm phiếu bây giờ ông cứ gà để ra ông cứ nói là một ba đi gian là chứng minh ba đi gian là chỗ, chỗ, chỗ nào cho nên cái cách nói của trung là một là tôi thắng mà hay, không tôi không thắng là tôi lại cuộc gian lận ông trung <laughs> chỉ nói là tôi chỉ bầu cử chỉ chính xác và đúng khi nào tôi thắng cái lối suy nghĩ đó là lối suy nghĩ chợ trời trời <laughs> vâng ông còn còn tiếp bổ túc thêm là ông nói rằng là cái cuộc vận động và cái cuộc bầu cử diễn ra ở tiểu bang Wisconsin vào năm 2000 là một cái cuộc bầu cử mà họ đã để cho chúng tôi thua tới 21.000 phiếu. Mà cái điều đó là tôi cho rằng cả một cái sự biểu tượng có một cái cuộc danh là đó là lời của ông Trung nói về, về phóng viên. Cái, 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 lối suy nghĩ của ông Trung là cho nên rất là đông trí thức Mỹ và những người đàn hoàng Mỹ mà chịu không nổi là vậy. Cái gì mà tốt cho tao thì cái đó đúng. <laughs> Wow. Google Google gửi, Google gửi chỉ trong sạch và công bằng khi ông Trùm chiến thắng. Cái đó suy nghĩ nó quá quá đạn vậy. <laughs> rất là quá dễ hả à? quá dễ nhưng, mà chúng chơi là... văn bài văn bài nó chỉ, có, chỉ có đúng đàng hoàng khi tôi thắng còn văn bài tôi thua thì văn bài gian lận Và cuối cùng ai gian lận ông gian lận ừ. cho nên tôi đọc cái bài phỏng vấn xong tôi nói ông trả lời là gì cái cuộc bầu cử này chỉ có thể chấp nhận được khi nào tôi thắng cử về bầu cử anh <laughs> à, Từ do ngôn luận mà ông vẫn nói sao ông nói nhưng mà liệu cái tờ nói ừ, đó mình có phản ảnh được mình, cái mình, lá phiếu mình, mình thông cảm như cái này nè mình <laughs> thông cảm là cái người dân Mỹ trong nó không có vui vẻ trong thời kỳ Biden có hiện tượng ví dụ ngay cả cái một số người ngay cả ông 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 Kennedy ứng cử viên độc lập bây giờ bị cũng kêu gọi ông Biden nên rút lui không đăng cự nữa người dân Mỹ nó có bất mãn Biden về nền kinh tế về cuộc chiến Trung Đông hiện nay các sự sự ông Biden trong một số điều quốc tế vấn đề của quốc, quốc nội Mỹ có vấn đề chúng ta không cũng không bằng lòng với nó luôn nhưng mà thay ông Biden thì bằng một người tốt hơn chứ thay ông Biden bằng người tệ hơn thì thay anh Chí nếu, nếu, mà nếu có, có những cái lý luận rõ ràng như vậy mà chứng minh được cái sự kiện rõ ràng thì đây là một trong những cái vấn đề mà người dân Hoa Kỳ muốn nghe. Tất cả mọi người đều đồng ý là có những rất, cái vấn đề rất là khó khăn xảy ra với ông thời ông Joe Biden. Từ vấn đề biên giới, từ vấn đề kinh tế, từ vấn đề xăng và đặc biệt là vấn đề gọi là tấn công ở thầy ông ông, 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 Trump có cái bị bệnh nói giáo, láo cái kinh niên, nói dối à. nói láo cái kinh niên. Bây giờ ngay cái truyền phương tòa thì hiện nay nè, chắc lẽ hôm nay chút xíu thì chúng ta sẽ nói về vấn đề phiên tòa thì có thể nói cũng có nhiều điều mà vấn đề tôi đặt cái nền tảng là cái vấn đề tại sao lại có một vị tổng thống lại gian díu với một cái sự kiện mà có thể nó đi đến vấn đề bịt miệng như vậy nữa cũng là một trong những vấn đề hôm nay chúng ta cũng dành ít thời giờ để nói chuyện về vấn đề này à, thì lại nhiên đó là đó là những gì qua những cái sự kiện liên quan đến cái một cái trong một cái vấn đề mà chúng ta gọi là cái cuộc vận động bầu cử và một cái cuộc bầu cử liệu nó có mang đến cái tính chất tôn trọng hiến pháp của Hoa Kỳ hay là trở lại vào những gì mà chúng ta đã thấy vào năm 2021 ngày 6 tháng 1 trước đây. Bây giờ thì chúng ta tạm rời khỏi cái vấn đề là đấu trường trong những ngày vừa qua bây giờ chúng ta trở lại khi vấn đề ở tại đấu trường mà tại New York thì việc trước tiên là ông cựu tổng thống Donald Trump có thể nói ông rất khó khăn để giải thoát được cái sự kiện mà cứ ngày này qua ngày nọ như vậy là đến con số đã mười ngày phải có mặt xếp cặp bờ tấp đồ nghề đi đến để ngồi lắng nghe lắng nghe gì lắng nghe buộc tội thì liệu một ông cựu tổng thống một người có thể nói có tiếng tâm trên thế giới có thể chịu đựng được những cái hình phạt có thể nói ngày này qua ngày nọ như vậy hay không đó cũng là một cái làm tạo những cái cảm nhận bất thường của ông về những cái gì mà ông đang bị đối xử Tổng thống Donald Trump chắc lại phải đối mặt với cái khả năng bị trừng phạt trong cái phiên tòa xét xử ở tại thành phố New York. À, lẽ nhiên cái phiên tòa này có tên là tiền bịt miệng. À, và khi ông trở lại tòa vào ngày hôm nay, thứ nhiên thăm thứ năm để tham dự một cái phiên điều trần khinh thường khác, sau đó ông đã lời khai từ một nghe lời khai từ một luật sư đại diện cho hai người phụ nữ mà họ biết rằng đã có quan hệ tình dục với ông cựu tổng thống Donald Trump. Lời khai của ai? Đó là lời khai like của sư Keith Davidson được coi là một cái nền tảng quan trọng cho cái vụ án mà cơ quan công tố nói rằng ông Trump và các đồng minh của ông ta đã có âm mưu chôn vùi những cái câu chuyện không hay ho gì trong cái thời gian ông chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 và ông ta là một trong những nhiều nhân vật chủ chốt dự kiến sẽ được tập trên uh, bục trước nhân chúng của các ngôi sao công tố viên như là Michael Cohen của luật sư của ông và người đã có thể nói là sửa sang sửa chữa trong tất cả những cái mánh khóe để có thể bước vào ngoại hào vào năm 2016 chắc là chúng ta cũng không quên rằng là ông công tố viên hiện nay đang yêu cầu mức phạt một ngàn đồng cho mỗi một lần bình luận không có đúng sự thật trong số và có tính cách đe dọa với những lời bình luận của ông cựu tổng thống Donald Trump mà họ cho rằng đã vi phạm lệnh bịt miệng của thẩm phán đã đưa ra và ông thẩm phán đã cấm ông tất cả tấn công tất cả các nhân chứng, bồi thẩm đoàn và những người khác có liên quan chặt chẽ đến vụ án như vậy thì nó sẽ cao hơn là mức phạt 9.000 đô la mà thẩm phán McCain đã áp đặt vào hôm thứ ba liên quan đến chín cái hành vi vi phạm lệnh bịt miệng riêng biệt mà ông phát hiện tự nhiên điều đó ông đã vi phạm 9 lần và mỗi lần phải trả 1 ngàn đồng thì như vậy là trả tới 9 ngàn rồi Ủa, sao đủ thứ chuyện chưa tôi thấy thì có ông Trung mới có như vậy thôi không có ai ra tòa có như vậy trời, trời. Cái, cái này ừ. nó đe dọa mức đồ này nữa. nếu ông tiếp tục vi phạm nữa thì lần tới sẽ vào tù vào ừ, tù đúng như vậy <laughs> cái vấn đề này giống như một cái đoàn cân não ông Trung dám quậy nữa không hay là râm rắp nghe lời. cũng chưa biết rồi nam ơi tôi thấy ông ấy à, thì đó cũng thì có. bây giờ giống như đoàn cái đoàn thần đạo qua từ bên nào giống như việc à. bữa trước tôi nói giống như câu chuyện nín thở đó là ông tránh án dám phạt không nếu ông trung vi phạm bây giờ đầu tiên là ông trung dám vi phạm luật nữa không vi phạm một lệnh gắt order nữa không Mà nếu ông vi phạm thì tòa dám nhốt tù cũng không thì ra hai hai bên đang 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 gộp nhau coi từ sao thì lại nhiên khi ông đưa ra những cái nhận định ông nói là ông gọi cái thẩm phán này là một cái thẩm phán quen co và sau khi đó thì ông phải đối mặt với tất cả cái cảnh cáo ngồi tù nếu vi phạm cái lệnh bịt miệng của ông tránh án đưa ra quá wow, thế thì cũng một khi vấn đề khó khăn cho ông Donald Trump nha trong cái thời gian nghỉ một ngày sau cái phiên họp vào hôm thứ tư thì ông Trump vẫn tiếp tục lên án cái vụ việc này ông cho rằng là không đưa ra những cái lời bình luận có thể vi phạm lệnh bịt miệng. Ông chưa có bình luận. Theo lời của ông Trung nói thì tôi chưa có bình luận gì để có thể đi đến vấn đề vi phạm lệnh bịt miệng. À, không có tội phạm. Ông nói với những người ủng hộ của ông ở tại uh, uh, Waukesha, ở tại Wisconsin. Ông nói, tôi có một thẩm phán quen có. Thì cứ, thì cứ tiếp tục nói đấy xem. Yeah, một thẩm phán hoàn toàn mâu thuẫn. Ông nói một câu như vậy. Một thẩm phán hoàn toàn mâu thuẫn. Phiên tòa hiện đang ở cái tuần lấy lời khai thứ hai đã vạch trần mặt trái của hoạt động báo chí lá cải và các biện pháp bảo vệ của ông với cái giá phải trả mà Trump phải trả trong cái cuộc tranh cử tổng thống thành công vào năm 2016 thật. Và bây giờ thì chúng ta thấy có nhiều cái vấn đề này quá. Thì ông nói ngược, bà nói xuôi ông anh em và anh trả nhưng mà chúng ta tự thấy chín ngàn thì tự nhiên là phía ông thẩm phán cũng vẫn cương quyết đưa ra những cái lệnh phạt đối với một người mà có thể nó không chấp hành cái lệnh phạt ngang nhiên thao túng cái cái pháp trường nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy liệu ông thẩm phán có đi thêm một bước nữa không vì một cái bước này nó quá táo bạo và liệu nó có thể đưa lên cái hố ngăn cách trong gọi là tôi không muốn nói cái chữ nội chiến nhưng mà thành nó đưa ra tại vì sao chúng ta phải cùng nhìn nhận là ông Trump hiện nay cũng có một số đông rất lớn những người ủng hộ ông liệu nước Mỹ có phân cực ra làm hai cực như vậy hay không đó là một cái câu ông hỏi tuyên bố ông Trump tuyên bố là nếu mà ông thì rớt ông, ông 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 bầu bầu cử lúc nay mà ông ông rớt đó, thì ông tin rằng bạo động sẽ xảy ra khắp nước Mỹ <laughs> không có nhiều người khác cho rằng có thể có một vài nơi trong số việc phản đối nhưng mà nhìn chung không ảnh hưởng hòa bình thế giới anh dạ vâng để chờ xem ông cứ nói dạ. thì tương lai không ai mà chờ ra biết ví dụ bây giờ nhà, nhà, cái, chuyện mà trời hai bịt miệng nè ông ông tổng 50 mưa ông ông cái nắng mưa trên nói là nếu vi phạm nữa thì ông có thể bị vào tù thì đúng rồi ông có nói là nếu mà tiếp tục như vậy thì có thể một hai ngày tù là thường thôi mặc dù cái tù đó chỉ vài tiếng hồ thôi nhưng mà bị mang chất biểu tượng thôi biết không nhưng mà cái điều, điều kiện ác có và đủ định trung cái có bị ở tù không điều kiện ác có và đủ rộng trung quậy không theo quyết ừ. gắt order vậy thì bây giờ điều kiện đầu tiên thì ông trung mới vi phạm các order đi thì ừ. vấn đề ông có thương mơ trên cái giám không chánh án mơ trên cái giám nhóc tù trong không? thì có biết liền cái gì đâu à. ờ, thì chúng ta chờ xem để coi từ là hai bên sẽ đối diện như thế nào và hai bên sẽ có những cái hành động tương phạm nhau như thế nào trong những ngày tháng tới đây Bây giờ thì chúng ta tạm thời trở lại cũng là Washington DC và chắc lại hy vọng có sự đóng góp của nhiều khán thính giả nghe cái câu chuyện này. Là việc trước tiên chúng ta thấy ông McCarthy đã rời khỏi sân khấu chính trường ở tại uh, Washington DC với chức vụ là chủ tịch chủ tịch Hạ viện. Ông đã bị một cái nhóm của những thờ gọi là nhóm bảo thủ. Tôi không muốn xài cái chữ cực đoan, nhưng mà là những người này là những người có thể nói luôn luôn tạo một sức ép đối với những cái người nào mà không đi đúng đường lối của họ được hướng dẫn bởi bà Taylor Green thế thì bây giờ đến nhân vật thứ hai sau ông McCarthy đó là Mike Johnson liệu Mike Johnson với những cái sự đồng tình trong những ngày tháng vừa qua đặc biệt nhất là qua cái khối số viện trợ cho Ukraine cũng giống như cho do Thái liệu Mike Johnson có có là một trong những người đi theo người tiền nhiệm của mình đối với những cái sự gọi là áp đảo của những thành phần uh, dân biểu có thể nói là đứng về phía cực đoan hay không thưa anh? khi chúng ta muốn nói đến bà Green thì hôm thứ tư là bà là cho biết rằng bà sẽ kêu gọi một cuộc bỏ phiếu và cái cuộc bỏ phiếu tuần tới sẽ là cái vấn đề gì đó là vấn đề phế truất chủ tịch hạ viện đối đầu với khó khăn sau khi nhà lãnh đạo dân chủ bị tuyên bố là phát biểu bên ngoài điện capitol có vẻ là các nhà lãnh đạo dân chủ đã có những cái hành động mà không chấp nhận được qua cái gói viện trợ và cái này là những cái lời tuyên bố bên ngoài điện capitol và Green đã chỉ trích tất cả nhân đạo đảng Cộng hòa ở cấp cao và phản đối những lời cầu xin công khai của họ và bao gồm cả từ Donald Trump để tránh một cái điều này cũng có đến ảnh hưởng đến của cái, cái của ông Donald Trump nữa để tránh một cái cuộc chiến tranh chính trị lộn xộn khác xảy ra vào cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. À, tất cả những nghị sĩ hàng nghị sĩ có mặt cùng với bà Green thì có Thomas Massey, đây là một trong những danh biểu của tiểu bang Kentucky, và một trong ít số nhà lập pháp đã tham gia cái cuộc nỗ lực cuộc uh, lên tiếng của bà Green. Chúng tôi cần các nhà lãnh đạo tại Hạ viện và sẽ hoàn thành việc này. Green, một trong những dân biểu của tiểu bang Georgia đã cho biết và bà dưa chức ngủ có cái chữ là MAGA màu đỏ từ phong trào chiến dịch làm cho nước bị trở lại của Trung. Thì điều nó cho thấy rằng và Taylor Green liệu có được hoàn toàn sự ủng hộ và đồng tình của ông Trump uh, trong những ngày tháng tới đây hay là bà còn bị vướng mắc bởi tất cả những thế lực mà hiện nay ông Trump khó thoát ra của đảng cộng hòa? Cái trận đấu này rất thú vị nó diễn ra trong tuần này. Bà, bà Green cũng là Maga và ông Michael, yeah. Mike Johnson cũng Maga. Hai tay mà Maga đánh nhau và coi thử bà Green bà ra tối hậu thư được một tuần ông Mike Johnson phải step down phải bước xuống từ chức và không thì bà sẽ cho lột chức và bà, bà có đủ phiếu để lột chức không thì trong khi đảng dân chủ nhảy vào cuộc đứng ở phía Johnson hiện tượng rất là lạ hiện tượng lạ thứ nhất là Maga đánh Maga mà ông Trump này đang đứng vào phía nào đó là một chuyện quan trọng Hai mà. Khi mà MAGA đánh MAGA Thì đại dân chủ nhảy vào bảo vệ MAGA Ma Mike Johnson Thì cái chuyện này rất là lạ Thì cái nước hiện trường chính phủ Mỹ Của quốc hội Mỹ đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó hiểu Chúng ta sẽ chờ xem Vâng đúng như vậy Có thể nói rằng lập trường và cái đường lối lãnh đạo Của tất cả những thành viên đảng Cộng Hòa Không còn tùy thuộc vào cái sức mạnh mong manh của số so với số tranh lệch chỉ có năm ứng năm đại biểu thôi của đảng cộng hòa đa số hơn đảng dân chủ nhưng mà bây giờ thì cái vấn đề quyết định là do tay của đảng dân chủ thật sự ra tất cả các ứng cử viên mà có thể không được sự đồng tình của đảng cộng hòa nếu con số bao nhiêu mà dân chủ cung ứng cung ứng được cấp bấy nhiêu thì có thể nói chiếc ghế đó green hay là tất cả những dân biểu khác đi nữa cũng không thể làm gì có thể đưa Mike Johnson ra khỏi cái chức vụ chủ tịch hạ viện cũng ừ. một điều hơi lấy lầm lạ là tại tại vì hình như bây giờ đảng dân chủ đã chán ngấy cái lối gọi là vận động quay cuồng của bà Green cũng giống một vài thành viên mà có thể nói có một cái thế đứng hơi có thể táo bạo nhưng mà dự, dự theo tiên đoán của những người theo dõi quốc hội đó thì bà Green không đủ phiếu để đặt đủ đặc biệt có những dân chủ đứng phía sau ông Mike Johnson thì bà bà, yeah. bà Green không đủ phiếu để đặt đủ chúng ta chơi xem Tôi nghĩ bây giờ thì bà Rin không có đủ thuyết phục được là tại vì sao? Nếu bà có 10, nghị, 10 dân biểu đứng cùng bà thì chắc là sẽ có 11 dân biểu dân chủ đứng về phía Mike Johnson. Và con số nó cứ tăng lên. Nếu quý vị có bao nhiêu thì chúng tôi có bấy nhiêu và chẳng bao giờ quý vị có thể đạt được cái khối đa số ở tại Hạ viện để quý vị có thể lật ngược được Mike Johnson loại trừ tất cả những thành viên của Cộng hòa đồng tình là không có ủng hộ ông Mike Johnson nữa thì liệu đó bà Green hy vọng có một cái chiến thắng vẻ vàng thật. Nhưng sự kiện đó thì làm sao có thể xảy ra được? Thì thấy cũng hơi là nó hấp dẫn ở cái chỗ là à, chính Mike Johnson là một trong những người đã được lên chức đỉnh cao ở trong Quốc hội cũng nhờ những cái nhóm của ông và Green nhưng bây giờ thì cũng nhóm này lại nghĩ rằng đây là cái thế thượng phong của chúng tôi nhưng họ quên đi một cái lai bài ẩn đó là phía dân chủ à ô bây giờ thì Stormy Daniel không Stormy Daniel Lloyd, và Stormy Daniel không có ra tòa được và những người đại diện cho bà là người luật sư của bà đang đừng đứng trước mặt tòa án để đưa ra những lời, Và wow. đó là chuyện ở Hoa Kỳ mà anh em chúng tôi qua cái buổi ăn trưa này gửi đến quý vị. Bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi trở về Việt Nam. Nhưng mà trước khi uh, trở về Việt Nam thì muốn hỏi anh là liệu cái giá, uh, uh, cái giá mà tiền lời hôm nay thì là cục điều tra liên bang cũng đang quyết định liệu giá tiền lời có tăng không không nào. <laughs> tôi cũng không biết sẽ tăng hay không anh. dạ yeah. theo theo tôi thấy thì tất cả những tin tức sáng này đánh ra thì có thể vào thứ sáu tới đây cục dự trữ liên bang sẽ có một cái ý cái, kiến cái, cái, một cái tuyên bố có thể gia tăng tiền lợi. mà uhm. đây một cái sự kiện cũng rất là làm khó khăn mà phải đưa ra vào lúc này à, nhưng mà đó là chuyện của cục dự trữ liên bang bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những cái sự kiện mà chắc lẽ người việt chúng ta cũng có thể nói trong thời gian đã nghe qua rất nhiều việc trước tiên ngày mai quốc hội hôm nay chứ quốc hội sẽ nhóm họp à đây là công quốc hội nhóm một cái phiên họp bất thường lần thứ bảy vì sao lại bất thường vì nó không nằm trong cái chương trình mà có thể nói của quốc hội đã đề ra thế thì họp bất thường này để làm gì thì chắc quý vị cũng biết rằng cái sự ra đi của ông phương đình huệ là một trong những cái vấn đề tạo nên cái cuộc họp này vì không thể nào quốc hội không có một người chủ tịch. Một sớm, một chiều gì thì quốc hội cũng phải làm sao để có cái vấn đề nhân sự được cải tổ và để có thể nói rằng sinh hoạt dễ dàng. Thì quốc hội uh, của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dự kiến họp bất thường vào chiều thứ năm, tuy nhiên là ngày hôm qua, tối hôm qua, để thảo luận tất cả các vấn đề nhân sự à, trong đó có việc miễn nhiễm chủ tịch Phương Đình Huệ. Và người đã được ban chấp hành trung ương đảng xem xét cho thôi giữ tất cả các chức vụ và nghỉ công tác năm ngày trước đây. hằng theo một cái tin hãng thân thống Reuters đến đi từ Hà Nội thì cho biết rằng truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ tổng thư ký quốc hội là ông Bùi Văn cường cho biết vào ngày 1 tháng 5 đó là cái phiên họp ngày hôm nay lúc này đã đang có thể sẽ là họp ở bên của Hà Nội thì tất cả tin tức đó là được xác nhận bởi phía quốc hội. Thì chắc quý vị cũng đã biết ông Vương Đình Huệ năm nay là 67 tuổi, là ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Và ông là một trong những người đã được đào tạo căn bản qua những thành tầng cơ thành phần phần từ cơ sở cho đến thượng tầng. Và ông Hồng Huệ là được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. À, bây giờ thì chúng ta nói đến liệu cái phiên họp ngày mùng 2 tháng 5 này là một cái phiên họp xem là bất thường nhưng ai là người sẽ có thể được chọn để trở thành một trong những người thay thế ông Vương Đình Huệ trong những ngày tháng tới đây. Wow, câu hỏi này cũng rất là hấp dẫn nha. À, bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những nhân vật mà chắc là ít ai biết đến đó là ông Trần Thanh Mẫn. Thế ông Trần Thanh Mẫn là ai ha? có thể nói là ông Trần Thanh Mẫn là người hiện nay giới báo chí ở trong nước mà chắc là quý vị cũng giới báo chí thì ở trong nước không có đủ thực lực để mà đưa ra những cái tin theo những nhận định của mình mà có thể nói những nguồn tin đó được phân phối từ trên đưa xuống thì ông Trần Thanh Mẫn là người được coi như là có thể phân công điều hành quốc hội à, Thế sau khi ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, thì ông Phó Chủ tịch thường thường trực đó là ông Trần Thanh Mẫn đã được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội và quốc nội. Ừ. thì chiều mùng hai, tức là tối hôm qua, bây giờ, bây giờ, của giờ, giờ, giờ Hoa Kỳ thì là ngay sau khi họp bất thường miễn nhiệm thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn cường đã có thông báo về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội Việt Nam. thì điều đó theo đó thì ông Trần Thanh Mẫn là ủy viên Bộ Chính trị, ông này là một thành viên của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sẽ điều hành hoàn loạt tất cả các cuộc hội họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Thì như vậy là chúng ta thấy có một hình ảnh của ông Trần Thanh Mẫn. Thế ông Trần Thanh Mẫn là ai nè? Chúng ta muốn tìm Thanh Mẫn là ai? Thì chắc quý vị cũng biết rằng là ông Trần Thanh Mẫn Wow, ông Trần Thanh Mẫn là một người hiện nay à, ông phó chủ tịch thường trực Ủy ban à, ông này là một người đã lần làm, làm chủ tịch ở dưới tỉnh Cần Thơ ừ. ông Trần Thanh Mẫn là quê ở quê hương của ông là ở hậu Giang tất nhiên là ở Cần Thơ là tiến sĩ kinh tế cử nhân chính trị ông là ủy viên dự khuyết của Trung ương Đảng khóa 10 và đồng thời là ủy viên thường trực và bí thư trung ương đoàn khóa 12, ủy viên bộ chính trị khóa 13 và là đại biểu quốc hội khóa 13, 14 và 15. Ông Trần Thanh Mẫn này đã từng có thời gian làm công tác đoàn thanh niên tại tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ. Tháng 7 năm 1994 thì ông Trần Thanh Mẫn làm chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và sau đó làm phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và năm 2011 cho đến 2015 thì ông Trần Thanh Mẫn làm bí thư thành ủy Cần Thơ trước khi được giữ cương vị là phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam ông được bầu làm uh, năm 21 thì tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15 ông tiếp tục được bầu giữ chức vụ là phó chủ tịch quốc hội và tiếp tục đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch thường hội ở khóa 15 này điều đó có nghĩa rằng nếu chúng ta nói đến bà như trước đây anh em mình hay nói đến bà Trương Thị Mai có thể ở vào cái chức vụ chủ tịch nước hay là ở vào chức vụ ủy ban thường trực này thì bây giờ chúng ta đã thấy có thể là ông Trần Thanh Mẫn này tên Trần Thanh Mẫn này sẽ đảm nhiệm cái chức vụ chủ tịch quốc hội và thế thì bây giờ chủ tịch nước là ai? Ồ, oh, một cái chức vụ mà có thể nói cao cả, một chức vụ đầy quyền lực trong tay. Vậy mà lại không có ai muốn nhắm nghĩa vào. Thế thì tại sao vậy? Mà liệu như là bà Trương Thị Mai, liệu ông Tô Lâm, à, liều liệu ông Giang, Đại Tiến Giang có phải là những ứng cử viên nồng cốt để cho đảm nhiệm được cái chức vụ là chủ tịch nước không thưa anh Xuân à. Mình, mình cũng để chờ xem anh. Này không cũng phải chờ thôi chứ làm gì được. Nhưng mà anh nghĩ rằng một cái chức chủ tịch nước lớn lao như vậy mà thế tại sao lại còn có cái sự chần chờ ha? Thì chắc có lẽ họ cũng có phần nào nghi là ba người tiền nhiệm của mình đã ra đi không kèn không trống thì thôi một người thì về bên kia thế giới. Thế tại sao leo lên cái đỉnh cao chi cho nó khó nó dễ, dễ bị bị té trượt như vậy phải không? Đó là chuyện mà chúng ta thấy qua những cái sự việc chúng ta nói chuyện. Thế thì bây giờ chúng ta cũng phải nghĩ rằng cái vấn đề chính là vấn đề lại nhiên ông Tần Thanh Mạnh là ai rồi. thì bây giờ chúng ta thấy trong tứ trụ lại nhiên chúng ta cần phải có cái thứ chức vụ tứ trụ như liệu đang một cái vấn đề liệu ông Tô Lâm đại tướng Tô Lâm là một trong những người mà chúng ta cho dù kém hiểu biết về chính trị cũng phải nhìn nhận ông có đầy đủ quyền lực và quyền hành để có thể đi đến tiến thăng thăng chức vào những cái chức vụ mà đang bỏ trống thế tại sao mà với cái số tuổi bây giờ ông không có thể có cơ hội là mở ra để trở thành chủ tịch nước mà lại là một trong những người hiện nay được xem như là có đủ quyền lực ở tại và gọi là cái sân khấu chính trị ở tại việt nam thế thì ông vẫn giữ cái chức bộ trưởng công an để rồi liệu ông quá tuổi ông có được vào trong cái, để tranh cử cái chức tổng bí thư hay không cũng là một cái câu hỏi nữa và như có một cái câu hỏi này thì mọi người đều có thể nói là Thế thì bây giờ nếu cái chiến dịch gọi là đút lò chiến dịch chống tham nhũng này ừ. nó có mang lại một cái kết quả như ý nghĩa của những người dân mong muốn trong thời gian qua hay là tạo nên một, thêm một cái hố cách hố sâu nữa để có thể nói tạo nên cái vấn đề bè phái thanh toán nhau không? Nó bộc lộ ra đó. Ngày trước người ta hy vọng một chính sách đút lò sẽ giúp cho Việt Nam là ổn định hơn, bớt tham nhũng hơn sợ tù, sợ bị bắt, sợ mất chức. Nhưng qua bây giờ mới thấy bộc lộ điều là gì? Cái cái việc mà chống tham nhũng qua chính sách đốt lò đó, nó bộc lộ hết cái sự thối nát của một đảng cầm quyền. Cả bây giờ bây giờ gần như mọi người đều có thể bị bắt ở tù hết. Đó. Đường nào lên đó, thì cũng bị dính. hết. Từ Tô Lâm nó cầm tất cả hồ sơ của các vị. Nói chung là tay nào cũng dính chàm hết. Đó không có tay cán bộ nào mà không ăn hối lộ không có tay cán bộ nào mà trong sạch hết tôi hỏi rằng bữa qua tôi nghe một cái video từ trong nước nó phân tích cái ông mà vương đình huệ đứa con gái ông học ở tại mỹ tiền học tiền hành tiền ăn ở một năm khoảng trăm ngàn đô la lương ông một tháng khoảng trên dưới ngàn đô la thì một năm không làm khoảng tổng cộng lương khoảng này là tổng cộng lại thì còn 12 ngàn đô la không ăn không ở không 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 đi xe không tiêu không xài thì cũng còn một bằng một phần mười cái tiền chi phí cho đứa con này học tại mỹ vậy thì ông không hề lấy tiền đâu cho con nào ở mỹ quá dễ dàng vậy <laughs> lấy, lấy tiền đâu cho con học tại mỹ Tôi chưa kể máy bay đưa lui tới bay về Việt Nam rồi vấn là tiêu xài của đứa con tại Mỹ nữa. Thì cho thấy rằng cái điều đó nó understood là gì? Ngầm hiểu là gì? Ngầm hiểu là tất cả cán bộ đều dính bất cứ thằng nào. Mà khi mà một thằng nào đều, trong tay đều dính chà mà kéo nó lên cao một chút xíu đó, thì sẽ sẽ nó lôi đầu ra thôi. Bây giờ chúng ta thấy chẳng hạn như cái nhân vật mà ông phó chủ tịch của hội thường trực đó, ông trần thanh mẫn đang được đưa lên thứ nhất có thể nói ông trần thanh mẫn là một nhân vật no name trong chính trị hoặc việt nam giống như cầu thủ dự bị giống như ca sĩ hát phụ không phải ca sĩ chính của chương trình trong sân khấu chính trị việt nam nhân vật trần thanh mẫn này chưa được nổi tiếng chưa được nhiều người biết đến mà không có đó bắt mẹ đăng ký thì ông anh anh biết trần Thành mẫn gì tôi nghe tôi là người theo dõi trên việt nam mà tôi nghe trần Thành mẫn tôi thấy cũng lạ lắm mà Trần Thành Mẫn <laughs> chưa phó chủ tịch quốc hội đó là một nhân đó, đó là ngôi đó là cầu thủ dự bị Của đội bóng <laughs> thì đó bắt mèo ông ký thôi ông trần hình mẫn <laughs> ông, ông thấy bây giờ trong sự nghiệp trần Thành mẫn có cái gì nổi bật chúng ta phải nhớ trần hình mẫn không mà tôi đã nói với anh là với cách làm việc tập thể quyết định tập thể tập thể chịu trách nhiệm hiện nay của việt nam thì bắt thằng khùng lên làm tổng chủ tịch nước cũng được nó không, không cần có khoa học hành có chức gì <laughs> wow, chúng tôi tạm xem như vậy đi và bây giờ thì, thì... thì đó à... thì ông như bây giờ trần hay Lê mẫn lên đang cố gắng lắp vào câu đội hình như vậy thì làm sao lãnh đạo quốc gia đấu tranh nhưng cầu khi người người đã chưa có tiếng à thật cũng lấy làm lạ là, mà nếu như ông trần thanh mẫn mà lại là <laughs> lên được nắm cái chức chủ tịch quốc hội thì điều đó cho thấy cả một cái sự uh, rồi mày... bây giờ tới khuyên chủ tịch quốc hội tìm cũng khó rồi đương nhân vật không ra gì lên rồi, rồi chủ chủ tịch đưa, đưa ông chủ tịch nước lên nữa thì chủ tịch nước à. ra sao cho nên có thể nói là chưa bao giờ đảng xã Việt Nam khủng hoảng nhân sự cái trầm trọng như vậy bây giờ tại sao anh biết không căn bản lắm qua cách lãnh đạo của Đảng Cộng Việt Nam thì dân tộc Việt Nam thay 100 triệu người còn cái bộ dân tộc chỉ 5 6 triệu người. Tại chỉ cái chỉ cái anh là đảng viên được thăng chức. Thì đảng viên bên này là đạo quốc gia. Đảng viên bên đàn đầu đất nước. Mà đảng viên có 5 6 triệu người từ 100 triệu người 94 4 triệu người đã quốc rác rồi. Chỉ lấy ra trong lựa chọn số rất hạn chế chỉ 5 6 triệu người thôi. Thì 5 6 cơ kỳ tai làm sao có người tài trên cái cách lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là đi cách lãnh đạo đó là đánh bại cái tương lai của nước việt nam là không có người tai bây giờ mà, bây giờ thấy tôi cho cái tiên đoán nè bây giờ anh nghĩ là ông trần thanh mẫn bây giờ đang nhắm chức thì lên sơn chủ tịch nước anh nghĩ ông nghĩ ông vương đình huệ có biết mẫn là ai không Ông Vương này hỏi có biết Mẫn ăn hối lộ đâu không? Ông Vương này hỏi có biết cái tẩy của Trần Thanh Mẫn không? Và anh có nghĩ rằng Vương nội sẽ tiếp tục và một số phe Vương này sẽ lật tẩy Trần Thanh Mẫn lên không? Vậy thì ông Trần Thanh có thể đủ sức để đưa Trần Thanh Mẫn lên làm chủ tịch quốc hội không? Mà nếu không đưa Trần Thanh Mẫn lên thì đưa ai tiếp? Và nó đi vào cái tình trạng này Tô Lâm có thích điều đó không? do vậy cứ đưa tay nào lên cái đoạn đầu đưa lên chức vụ nào lớn như chủ tịch nước hay là chủ tịch quốc hội này là đưa tay đã lên đoạn đầu đài thì coi đưa lên đoạn, wow, đoạn đầu yeah. đài đối phó đưa lên đầu đài nếu mà vương đình huệ bây giờ không được cân nhắc chuẩn bị lên làm chủ tịch quốc hội không cân nhắc lên làm chủ tịch nước hay là tổng bí thư thì vương đình huệ bị cách chức không <laughs> sẽ không cho nên <laughs> cái chức vụ là cái đoạn đầu đài vì có rất nhiều người thèm muốn cái chức vụ đó mà cái câu chuyện này làm ta nhớ câu chuyện trái táo bất hòa trong người trong thần thoại Hy Lạp ba người đàn bà đẹp chơi thân với nhau ông thần Zeus ông vua của của các vị thần đi ngang trai cao tặng trái táo dành cho người đẹp nhất trong đời nữ thần đẹp nhất thì hai cô kia quay lại đánh cắn cái cô cô này te tua ừ. nhìn thấy do vậy ông ông trần ông, ông 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 trần thanh trần, trần thanh mẫn này sẽ ngồi yên sẽ không ai đánh nếu ông ngồi yên như ông lên chủ tịch quốc hội thì những cái người khác muốn làm chủ tịch này sẽ quay lại đánh ừ. đông sang việt nam bây giờ nó đang trong một thay giai đoạn là đúng tôi hoàn toàn đồng ý với cái có thể nói là cái giai đoạn mà sau khi sự rời ra đi của ông nguyễn xuân phúc người ta cứ nghĩ rằng ông Võ Văn Thưởng lên sẽ là một cái giai đoạn để ổn định lại tất cả cái ghế, các chức vụ để nhằm dọn đường cho cái sự tiến thân của một người tổng bí thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng không có đủ điều kiện để trụ trì cái chức vụ đó nữa. Nhưng sau cái sự ra đi của bất ngờ của ông Võ Văn Thưởng và một cái cú đống nóc ao ông Vũ, uh, Vương Đình Huệ thì cho thấy rằng cả một cái vấn đề gọi là mâu thuẫn nhân sự đã tiếp tục diễn ra trên cái sân khấu chính trị cao cấp nhất của Việt Nam bây giờ tôi hỏi nếu ông 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 vương đình huệ không được thăng quan tiến chức á mà cái chỗ cái chức đó nhiều người đang nhắm vô thì nó có khui ông ra mà nó có khui kể các con gái người ta ra không vâng tôi thì với một cái lại nhiên mình chỉ nói sao cái sự mà gọi là uh nói chuyện qua cái ly nước trà, ly rượu thôi. Thì chắc có lẽ nếu ông Vương Đình Huệ không phải là một người ứng cử viên cho cái chức vụ sáng giá mà ông là được có thể nhiều người nhòm gó vào đó là chức vị tổng bí thư thì chắc có lẽ cái sự kiện ngày hôm nay ông không phải rời khỏi cái sân khấu chính trị ở tại quốc chính hội đâu và ngay cả như vậy ông anh nghĩ ông mà ông mà trần thanh mẫn này đến chuẩn chuẩn bị lên làm chủ tịch quốc hội đó anh nghĩ ông có biết không anh nghĩ có tìm biết không quá wow, đến bây giờ thì mình không thể nói chuyện một cách mà lại nhiên mình có cái ý nghĩa riêng tư của mình cũng giống như anh vừa nói đó thì có lương tháng có chừng đó thì làm sao đủ để chúng ta có thể đi đến câu trả lời nhưng mà nhiều khi câu trả lời là chúng ta lại không có đủ cái bằng chứng để thuyết phục lẽ nhiên người ta biết không, như vậy anh không đủ bằng chứng tô lâm sẽ có đủ tô lâm bộ trưởng bộ công an à, thì, thì đổi thế chúng ta nói ngay cả tô lâm liệu có đủ bằng chứng người bộ cả một cái 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 và bây giờ thì diễn tình trạng thứ hai nữa bây giờ vậy thì ông trọng đã biết tô lâm nguy hiểm ông trọng biết bộ công an là nguy hiểm cho nên ông trọng đã tự cài mình vô trong gián điệp bộ công an trong cái trường ban tổ chức của bộ công an nhưng mà bây giờ ông trọng cũng sợ ông tô lâm nữa đến lúc tô lâm sẽ đấu tố nguyễn phú trọng này thì sao trên nguyễn à? đang nghiêng về phía phe của quân đội để tìm cách thăng bằng chính trị của bộ chính trị là ông tô lâm bước đi cái sự lòng hành Đấy không cho nên nguyễn phú trọng đã nghiêng về phía của ông bộ quốc phòng anh em do này cái nội bộ của đảng cộng sản việt nam hiện nay là cái nội bộ đó nó xé nát toàn bộ cái tiềm lực của đảng cộng sản việt nam ấy Yeah, đến bây giờ thì chúng ta còn khó khó để khó để có những cái câu mà gọi là thì chúng ta cũng chỉ dự đoán thôi và chắc là họ nếu như cái hai ba ngày trước đây có ai nghĩ rằng ông Trần Thanh Mẫn là một nhân vật nào mà được đề bật ra đâu? nó cũng nhiều khi có những cái lá bài nó còn có bí mật hơn nữa Cái Thế này vấn, hai ngày vấn đề từ vấn đề chúng ta chờ đợi hiện nay là trần thanh mẫn sẽ bị khui ra những tội gì <laughs> wow, wow, chúng ta thấy rằng cái hôm nay ông Trần Thanh Mẫn lên đưa cái tên vào thì tự nhiên là chúng ta bắt đầu thấy có một cái diễn biến gì khác hẳn nữa. Và wow, thì chúng ta chờ xem vì thời gian cũng còn lại cỡ khoảng từ đến năm 2026 cơ mà. Thì chỉ còn thêm một năm mấy nữa thì cũng sẽ có đến diễn tiến được cái cầu đại hội của uh, Đảng Cộng sản kỳ thứ 13 chấp hành Đảng Trung ương Đảng Cộng sản thứ kỳ thứ 14. Thì uh, chúng ta chờ xem. Wow, wow. wow. <laughs> Nguy hiểm quá. Wow. Ok, đó là chuyện ngày hôm nay. Đến bây giờ thì chúng tôi dành thời giờ còn lại để chúng tôi gửi đến quý vị một trong những cái hoạt động tôn giáo. Vào thứ Bảy tới đây, ngày mùng 4, vào lúc 4 giờ chiều, 4 pm m thì ngày đại lễ Phật Đản Sinh 2568 sẽ được trang trọng diễn ra ở tại miền Nam California. Đặc biệt năm nay thì không tổ chức ở chùa mà tổ chức ở mặt cái khuôn viên công viên đó là Garden Grove Park. À? Chắc quý vị đi ngang thì con đường Westminster kế bên chúng quý vị thấy một cái sân banh và kế bên đó là trung tâm y tế đa khoa Mai Cổ Đào thì cái đại hội đại lễ Phật đản 2568 sẽ được diễn ra từ ngày thứ bảy lúc 4 giờ chiều cho đến ngày chủ nhật vào lúc 8 giờ tối. Thì đây là một cái sự kiện để chúng ta nhớ đến một trong những nhân vật tôn giáo lịch sử nhất đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. qua những thời gian gần đây thì quý vị cũng đã nghe những cái tin không mấy được tốt, không mấy được thích thú bởi những sự kiện diễn ra ở chùa Bát Nhã. Nhưng bây giờ thì chúng ta tạm quên chuyện Bát Nhã đi để chúng ta nhớ đến những còn chỉ còn có hai ngày tới nữa thì chúng ta thấy cái không khí đón mừng Phật đã. Theo cái sự hiểu biết và tò mò của chúng tôi thì chúng tôi thấy một những trong thành phần trẻ được hướng dẫn bởi thường tọa thích thiện minh đến từ thành phố New Mexico, Albuquerque và ông trở về đây cùng với chùa Liên Hoa cũng giống như tất cả thành viên của trong cái ban tổ chức đã có những cái công đóng góp sẽ có thể nói rằng là uh, rất là tích cực để chúng ta hy vọng có một cái ngày lễ Phật đản có thể nói đúng với tinh thần của ngày Phật đản sinh nhật. Đó là một vài sự kiện mà sáng nay anh em chúng tôi chia sẻ với quý vị qua buổi ăn trưa. Và chắc lại là, là ngày mai chúng tôi vẫn còn có cơ hội và chắc là ngày thứ Bảy, Chủ nhật tới đây thì chúng tôi cũng có điều kiện để gửi đến quý vị những cái hình ảnh à, có thể được tại vì chúng tôi không biết rằng cái Internet ở chỗ đó thì như thế nào nó có được tốt hay không. À, nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng cố gắng để gửi đi những cái hình ảnh đặc biệt của ngày lễ Phật đản năm nay trong một cái tình huống mà có thể nói nhiều người không mấy hài lòng về những cái sự kiện đang diễn ra đã và đang diễn ra ở tại chùa Bát Nhã. Ừ. Anh còn gì muốn đi uh, đến quý khán giả này không thưa anh ra? Tôi không biết anh còn gì không, Tôi, tôi thì chúng ta có thể chia tay nhau ở lúc này là được rồi. Để rồi, chúng ta ch rồi chào quý vị. Yeah.